Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Mã Vạch. Thì như những video trước mình đã giới thiệu với các bạn về chiếc máy in 412PEI+. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm một cái phụ kiện kết hợp được với máy in 412PEI+ này, đó là phụ kiện cao cắt. Thì như các bạn biết thì ứng dụng của nó là sử dụng trong các cửa hàng hoặc là những cái xưởng sản xuất nhãn vải để cắt những cái nhãn vải mang lên áo quần. Thì thường cái của nhãn vải nó liên tục nên mình phải cắt ra theo từng cái nhãn riêng biệt như thế này, hoặc là sử dụng những cái khổ giấy liên tục. Mình muốn con tem của mình lớn nhỏ như thế nào thì nó sẽ cắt như vậy cho các bạn. Thì tiếp theo các bạn sẽ đi cùng mình để xem cấu tạo cũng như là hình dáng sâu hơn, cũng như là mình sẽ in test thử cho các bạn xem về cái chức năng cắt này của nó nhé. Thì đây là cái dao cắt và mình đã gắn hoàn chỉnh vào bên trong máy in 412PEI+ này. Thì các bạn có thể thấy đây, thì hiện tại mình đã gắn hoàn chỉnh. Bây giờ mình sẽ mở cái đầu này, cái vỏ bọc bên ngoài này ra. Vỏ bọc bên ngoài này là nhằm mục đích là bảo vệ để cánh tay mình có thể là tiếp xúc gần với dao cắt gây nguy hiểm. Thì mình sẽ mở cái vỏ bọc này ra để các bạn xem bên trong này nó có những gì. Thì mình vừa mở ra cho các bạn xem để mình có thể xem kỹ về bên trong cấu tạo của cái dao cắt này như thế nào. Thì đây là cái vỏ bọc bên ngoài thôi, để mình ốp lại, mình đánh để bảo vệ được cái dao cắt cũng như bảo vệ được tay mình không bị đó. Các bạn có thể nhìn kỹ ở đây, đây là cái dao cắt của nó này. Đây thì cái dao cắt này lúc mà có nhàn ra thì nó sẽ tự động dập lên để nó cắt. Thì tại vì dao cắt này mình đã kết nối với cắm vào jack cắm máy in, thì nên nhàn ra chừng nào thì nó sẽ tự động hiểu và nó sẽ cắt chừng đó cho mình. Tùy theo cái tốc độ in của máy thì nó cắt theo cái tốc độ đó, nhận ra chừng nào nó sẽ cắt từ đó, nên các bạn có thể nhìn kỹ hơn. Dao cắt nó sẽ tự động nhập lên. Thì đây là mình mở ra các bạn xem kỹ hơn, nhưng còn trong quá trình mình sử dụng thì mình nên gắn cái ốp bảo vệ này vào để tránh gây nguy hiểm khi sử dụng. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi thử cho các bạn xem về cái nguyên lý hoạt động cũng như là cái cách cắt của cái dao cắt cơ của máy in 412 này. Đây các bạn thấy, có thể thấy là cái dao cắt nó đang dập lên để nó cắt cái nhãn đây, cắt đây là sắc nét. Nguyên lý cắt của nó là cắt theo là dạng cắt cơ nha. Đây in ra cũng rất là nét. Điều bây giờ mình sẽ gắn lại cái vỏ bọc bên ngoài này, rồi sau đó mình sẽ tiến hành in cho các bạn xem. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành in thử cho các bạn xem để xem cái khả năng in cũng như là cái tốc độ cắt của cái dao cắt này. Đây lúc mình in xong thì nó sẽ tự động cắt theo từng nhãn ra thế này cho các bạn nhé. Nó cắt theo cái tốc độ của máy in. Tốc độ cắt từ nhãn ra chừng nào nó sẽ cắt chừng đó cho mọi người. Mọi người có thể thấy là đây thì cái nét chiều của nó rất là đẹp. Tại vì máy in 412 này có độ phân giải là 300dpi. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người xem về cái cách cắt cũng như là khả năng cắt của cái dao cắt kết hợp với máy in 412PEI+ này. Thì cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng em và theo dõi video này. Nếu các bạn có cần biết thêm thông tin thắc mắc, có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Mã Vạch qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập theo đường link bên dưới. Xin cảm ơn mọi người.